Là những cặp đôi dài hành trình kết nối những trái tim trong hạnh phúc, nhưng tình yêu của họ liệu có vượt qua thử thách về khoảng cách địa lý giữa hai đầu đất nước? Ngày Tết, ngày của gia đình sum họp, của bạn bè đoàn tụ, các cô gái sẽ thế nào trong lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu? Xuân về có giúp được những người đã từng có duyên cùng nhau trên chuyến xe hồng tự tin để bày tỏ tình cảm của mình? Hãy đón xem hành trình kết nối những trái tim số đặc biệt Tết Canh Dần, 22 giờ tối mùng 3 Tết Canh Dần trên kênh HTV7. Trước bao bộn bề lo toan của cuộc sống mưu sinh hàng ngày, được trở về sum họp với gia đình, bạn bè để có những bữa cơm thật ấm áp và ngon miệng là vấn đề đang được quan tâm và bức xúc nhất trong cuộc sống công nghiệp như hiện nay. Bữa cơm sẽ thật sự nhạt nhẽo và vô vị nếu thiếu đi những loại nước chấm đi kèm. Và chúng ta không thể phủ nhận về sự đóng góp vô cùng to lớn và thiết yếu của nước mắm Phú Quốc, một đặc sản không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày của mọi nhà đã có từ lâu đời và được xem như bản sắc văn hóa rất riêng của người Việt. Là một huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc, nơi được mệnh danh là hòn đảo ngọc của đất phương Nam, như được thiên nhiên ban tặng một nguồn tài nguyên dồi dào và đóng vai trò chính trong dây chuyền chế biến nước mắm, đó là thứ cá cơm với hàm lượng đạm cao. Thêm vào đó là muối trắng Bà Rịa chượp trong thùng gỗ cùng quy trình sản xuất truyền thống qua nhiều thế hệ, kết hợp điều kiện khí hậu thổ nhưỡng nơi đây đã tạo nên hương vị đậm đà cho sản phẩm nước mắm thơm ngon tinh khiết nổi tiếng hơn 200 năm qua. Được thành lập từ năm 2003, nước mắm cá cơm Phú Quốc mang thương hiệu Quốc Hải ra đời và là thành viên của Hiệp hội nước mắm sản xuất tại Phú Quốc. Với nhiệm vụ chuyên khai thác chế biến sản xuất nước mắm và đóng chai ngay tại huyện đảo Phú Quốc, nước mắm Quốc Hải nhanh chóng khẳng định cho mình chỗ đứng trên thị trường nước chấm trong nước. Hiện nay với các chi nhánh và mạng lưới phong phú rộng khắp các tỉnh thành, từ mọi góc bếp bàn ăn của các chị em nội trợ đến các quán ăn gia đình, các nhà hàng sang trọng, các quầy hàng siêu thị, vân vân. Thương hiệu Quốc Hải mong muốn không chỉ giới thiệu với các vùng miền trong nước mà còn vươn xa hơn là xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, một sản phẩm mang hương vị đặc trưng của miền biển Phú Quốc nói riêng, cũng như là một loại đặc sản của Việt Nam nói chung. Nhà thùng ở đây được thiết kế bằng 4 gian, mỗi gian là 40 miệng thùng. Thùng này thì được làm bằng rổ bời lời, hộ phát hoặc là dên dên của rổ gừng của Phú Quốc. May này thì được làm bằng may cũng tại Phú Quốc là luôn, một là may tàu, hai là may cát. Mỗi một cái thùng như thế này là 52 miếng gian. Thành thử ra là cái chất lượng thùng rổ và chất lượng may và chất lượng sảm chét rất là kỹ, rất là công phu. Quy trình sản xuất là lúc trước có tàu khai thác cá tươi nhưng mà không đủ nguyên liệu sản xuất, thì hiện giờ là thu gom. Thu gom thì như vậy là mỗi một đêm như vậy có thể thu mua được từ 20 tấn đến 80 tấn cá tươi. 1 kg cá tươi thì nửa kg muối. Muối là muối trắng Bà Rịa. Nở ra cái chất lượng nước mắm khi ra thị trường rất là thơm, tinh khiết. Quy trình sản xuất đúng 12 tháng sẽ tháo nước ra trộn lại. Khi nước đã trong, trong như thế này sẽ lấy ra là đóng vào chai để đưa ra thị trường. Thành phần chủ yếu là nguồn cá cơm được đánh bắt tại huyện đảo Phú Quốc. Các dòng sản phẩm nước mắm Quốc Hải với hàm lượng đạm trong cá cơm rất cao, tinh khiết, cùng với lượng iốt tự nhiên có trong muối biển đã tạo nên hương vị nước mắm thơm ngon, mang vị đặc trưng độc đáo và rất riêng của loại nước mắm có 1-2 này. Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm của một nhà sản xuất, đặt yếu tố sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, sản phẩm công ty nước mắm Quốc Hải luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn vệ sinh, chất lượng được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra, an toàn vệ sinh môi trường. Sản phẩm Quốc Hải được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn hiệu được chứng nhận xuất xứ AU. Trong năm 2009, Quốc Hải đã đưa vào hoạt động nhà xưởng với quy mô 5 hectare cùng dây chuyền sản xuất ống chai tự động khép kín, đội ngũ công nhân có tay nghề cao và hoạt động theo tiêu chuẩn ISO. Hệ thống phương tiện vận chuyển từ nhà xưởng đến đại lý, các chợ luôn được đảm bảo đúng quy định và tiến độ. Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, ban lãnh đạo công ty Quốc Hải thường quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân viên. Mặt khác, các hoạt động từ thiện nhân đạo như xây nhà tình thương, trao tặng sản phẩm cho bà con nghèo,
luôn được công ty chú trọng. Các chương trình khuyến mãi, hậu mãi luôn được áp dụng nhằm cảm ơn và tri ân khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm. Vừa qua, nhân kỷ niệm 7 năm thành lập công ty Quốc Hải 2003-2010, một sự kiện diễu hành đường phố thật tưng bừng với tên gọi Nước mắm Quốc Hải cảm ơn người tiêu dùng là một sự kiện lớn năm 2010 với 2010 chai nước mắm đã được trao tay khách hàng. Từng giọt nước mắm Quốc Hải long lanh, sóng sánh trong các bữa ăn hàng ngày như một lần nữa khẳng định cho một thương hiệu Việt chất lượng vững mạnh. Và giờ đây, không chỉ là món nước chấm riêng của người Việt mà còn được người tiêu dùng các nước đón nhận và ưa chuộng. Nước mắm Quốc Hải góp phần đưa các sản phẩm nước chấm trong nước vươn xa hơn trên trường quốc tế. Mẫu mã sản phẩm đa dạng, giá cả hợp lý, các sản phẩm nước mắm Quốc Hải không chỉ được sử dụng làm quà biếu cho bạn bè người thân. Nước mắm Quốc Hải mong muốn được phục vụ và là người bạn thân tình của các bà nội trợ. Dưới các đối tác phân phối sản phẩm, công ty Quốc Hải luôn mở rộng hợp tác và lấy phương châm hợp tác tốt nhất, lâu dài nhất trên tinh thần hợp tác cùng nhau phát triển. Cùng với những thành tựu mà công ty Quốc Hải xây dựng trong 7 năm qua chính là niềm tin và ý chí để tập thể nhân viên công ty Quốc Hải phấn đấu vươn lên, góp phần làm cho mọi người, mọi nhà có những bữa ăn thật ngon. Nhân dịp năm mới xuân Canh Dần 2010, công ty Quốc Hải kính chúc bà con khách hàng gần xa một năm mới an khang thịnh vượng. Nước mắm Quốc Hải nhớ mãi bữa ăn ngon. Trước Tết và nhận tới 505.000 đồng cho cả năm mới cùng Beeline vui Tết suốt cả năm. Beeline, live on the bright. Cùng Tam Thái Tử thưởng tài món ngon. 45.000 đồng là mức giá chung cho những loại mũ bảo hiểm được bày bán tràn lan ở nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh, không nhãn mác, không địa chỉ sản xuất, không tem kiểm định chất lượng. Những loại mũ bảo hiểm này còn được sản xuất nhái với kiểu dáng của những nhà sản xuất chân chính. Những cái mũ mà gọi là giả, nhái kiểu dáng, nhãn hiệu rồi vân vân, mà không có rõ nguồn gốc xuất xứ ở đâu, rồi bây giờ bán tràn lan trên vỉa hè, trên các đường phố chúng ta làm cái hình ảnh. Theo tôi là nó rõ ràng nó phản ánh một cái vấn đề trong cái quản lý, và những cái có những vấn đề khác, kể cả đối với mà các nhà sản xuất cũng cần phải suy nghĩ và có những biện pháp và để mà chấn chỉnh. Trên thực tế, nhằm nâng cao độ an toàn cho người tham gia giao thông và thực hiện việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm, ngày 28 tháng 4 năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy chuẩn quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Muốn đạt những chỉ tiêu mà QCVN2 phiên bản 2008 đề ra, nhiều doanh nghiệp phải đầu tư rất lớn để thiết kế sản phẩm, công nghệ sản xuất, nguyên vật liệu, thiết bị kiểm nghiệm. Trong khi đó, những người làm hàng giả chỉ cần vài triệu đồng là có thể sản xuất hàng trăm chiếc mũ tung ra thị trường. Chính yếu tố này đã tạo ra cuộc cạnh tranh không lành mạnh, gây khó khăn cho những nhà sản xuất chân chính. Chúng tôi rất là tự tin khi đưa sản phẩm ra thị trường, rất là tự tin về mặt chất lượng. Thế nhưng khi sản phẩm ra thị trường thì người tiêu dùng lại có những cái phản ứng như là từ chối sản phẩm của chúng tôi bởi vì chê là nó quá nặng so với các mũ bảo hiểm còn dán tem CS đang tồn tại trên thị trường. Và tại các cái cửa hàng bán sản phẩm chính hiệu đúng hãng của công ty chúng tôi cũng như các công ty sản xuất chân chính khác thì doanh số không thể nào bằng các cái điểm bán mũ bảo hiểm đầy ở trên lề đường. Trước vấn nạn hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, 10 doanh nghiệp sản xuất mũ bảo hiểm tại thành phố Hồ Chí Minh đã đồng lòng cùng ký tên vào một bản kiến nghị gửi cho các cơ quan quản lý nhà nước kêu cứu về tình trạng mặt hàng mũ bảo hiểm kém chất lượng được sản xuất và bày bán tràn lan. Cụ thể, doanh nghiệp kiến nghị cơ quan quản lý hai vấn đề, đó là cần đưa ngay mặt hàng mũ bảo hiểm vào danh sách hàng hóa sản xuất kinh doanh có điều kiện. Thứ hai là chỉ đạo các đơn vị quản lý nhà nước như quản lý thị trường, công an kinh tế, các trung tâm chứng nhận chất lượng, triệt phá, xử phạt thật nặng các cá nhân, tổ chức sản xuất mũ nhái, mũ kém chất lượng. Mũ mà không nguồn gốc xuất xứ, không rõ là do ai sản xuất, rồi kiểu dáng mẫu mã vân vân, nó có thể nó nhìn thấy ngay là vi phạm rất nhiều thứ. Các khi đơn vị chưa có chức năng thì cũng nhiều khi là cũng khó khăn trong khâu xử lý. Thì đây là cái việc mà có điều kiện đưa vào cái danh mục hàng hóa sản xuất, cái này có điều kiện đây để có
cơ sở thì người ta có thể tăng cường các biện pháp rõ ràng là cần chấn chỉnh trong thời gian tới. Để người Việt không quay lưng với hàng Việt, theo các chuyên gia, những doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực này cũng cần phải nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm phù hợp với khí hậu nhiệt đới của Việt Nam hiện nay. Là những cặp đôi rời hành trình kết nối những trái tim trong hạnh phúc, nhưng tình yêu của họ liệu có vượt qua thử thách về khoảng cách địa lý giữa hai đầu đất nước? Ngày Tết, ngày của gia đình sum họp, của bạn bè đoàn tụ, các cô gái sẽ thế nào trong lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu? Xuân về có giúp được những người đã từng có duyên cùng nhau trên chuyến xe hồng tự tin để bày tỏ tình cảm của mình? Hãy đón xem hành trình kết nối những trái tim số đặc biệt Tết Canh Dần, 21 giờ tối Chủ nhật trên kênh 1 Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Cũng như tôi, hàng triệu phụ nữ đã tìm ra nguồn đầu tư hiệu quả giúp nóc giảm gãy rụng. Tóc mình giảm hẳn gãy rụng chỉ trong một tuần, em tin nhanh rụng tóc. Tôi là Nguyễn Thị Xuân, năm nay 61 tuổi. Tôi bị bệnh tai biến mạch máu não từ nhiều năm nay. Sau đấy, mặc dù tôi đã đi chạy chữa rất nhiều nơi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn bị chóng mặt, mắt mờ đi. Những triệu chứng này đều thoáng qua, nhưng tôi biết đây là những dấu hiệu báo trước của tai biến mạch máu não. Tôi đã đến gặp một chuyên gia trong lĩnh vực y học cổ truyền để được thăm khám và tư vấn. Đặc biệt gần đây thì nó có Tamado. Tamado chắc cô chưa biết đúng không ạ? Cái này nó là một sản phẩm của công ty Sao Thái Dương. Nó là chế phẩm sinh học mà thành phần chính của nó là một cái men. Nó gọi là men Natofina. Cái men này nó tác dụng là hòa thuyết, thông bạch rất là tốt. Vì làm sao? Bởi vì là cái bệnh của cô là nhồi máu não, tức là nó mất cân bằng. Thế cho nên là chính sản phẩm này thì người ta dùng để mà có thể nói là dự phòng và điều trị, hỗ trợ điều trị các căn bệnh về huyết khối, ví dụ như là nhồi máu não, ví dụ nhồi máu cơ tim, ví dụ như là viêm tắc động mạch chi, vân vân. Thế thì với cô thì cái này dùng rất phù hợp. Công ty cổ phần Sao Thái Dương giới thiệu viên uống Rocket. Ứng dụng lý luận y học phương Đông, công ty cổ phần Sao Thái Dương đã nghiên cứu và bào chế ra sản phẩm Rocket có tác dụng tốt với 33 vị thuốc quý: nhân sâm, lạc tiên, hoa hòe, đương quy, vân vân. Tôi thấy là đây cũng là một sản phẩm nó hơi đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là gì, là nó tổng hòa tất cả các vị thuốc với nhau, và đồng thời nó tác dụng là vừa bổ khí, vừa dưỡng huyết, vừa bổ âm và vừa bổ dương. Và đồng thời nó là tất cả vị thuốc này nó đi vào tất cả các ngũ tạng, tức là từ tâm, can, tỳ với thận nó đều bổ cả. Thế cho nên là đây là một cái thuốc tôi cho rất là hay, bởi vì là không những nó tụ trực tiếp cho cái chuyện sinh lý, mà đồng thời nó còn có tác dụng là gì, là bồi bổ cơ thể, nâng cao sức đề kháng cơ thể. Và khi mà cơ thể của anh được khỏe mạnh ấy, thì nó giúp cho cái chuyện kia của anh cũng tốt hơn. Rocket cho tình yêu thăng hoa. Tư vấn sản phẩm, điện thoại 04-364-44219. Công ty trách nhiệm hữu hạn mà thành viên Xếp Lăng trân trọng giới thiệu. Công ty chúng tôi chuyên bán các loại đèn trang trí, đèn chùm pha lê, các loại thiết bị Panasonic, Sino, các mặt hàng điện gia dụng chính hiệu KDV, Lucky luôn được bảo hành chính hãng, đặc biệt nhận lắp ráp và giao hàng tận nơi. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phúc Lâm, số 3K đường Hưng Đạo Dương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0703 837 929, phát 0703 837 928. Cúp đua xe đạp truyền hình tỉnh Bến Tre mở rộng lần thứ 12 năm 2010, nơi hội tụ những đội tuyển đẳng cấp quân khu 7, quân đội, bảo vệ thực vật An Giang, bảo vệ thực vật Sài Gòn, phân bóng Cò Bay Cần Thơ, Domestico Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, dân dân. Đội phong trào các huyện thị trong tỉnh lớn mạnh qua nhiều mùa giải sẽ không phụ lòng mong đợi của khán giả hâm mộ gần xa. Cúp xe đạp truyền hình Bến Tre qua năm tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, nơi gặp gỡ những người yêu thích bộ môn đua xe đạp trên những chặng đường miền sông nước. Nhãn hàng trà Thảo Mộc Đốc Thơ Thanh và nước tăng lực Number One hân hạnh tài trợ chương trình này. Tắc nghẽn kẽm yếu dương sẽ làm não bị thiếu oxy dẫn đến tổn thương, gây các triệu chứng liệt máu ngọc hay méo nhợt. Natopet phòng ngừa và phá được các cục máu đông, hỗ trợ điều trị phòng ngừa tai biến mạch não. Natopet hỗ trợ ổn định huyết áp, tăng cường sinh lực. Với Natopet, tai biến mạch não không còn là nỗi lo. Sản phẩm do công ty dược phẩm Mã Ưu Thiết. Đăng ký Beeline trước Tết và nhận tới 505.000 đồng cho cả năm mới cùng Beeline vui Tết suốt cả năm. Beeline, live on the bright side. ABC mang đến sự tốt lành.
Viagra giúp hạ đường huyết cho bệnh nhân bị tiểu đường. Sản phẩm được bào chế từ các loại thảo dược thiên nhiên sẵn có tác dụng hữu hiệu làm giảm lượng đường huyết trong cơ thể, đồng thời còn hỗ trợ tốt trong tiêu hóa cho bệnh nhân bị tiểu đường. Đã có Mucapra. Này, con thấy nhà mới của mình có đẹp không? Vui Tết Nokia, thăng hoa phong cách sống. Mua ngay Nokia để có cơ hội trúng 1 tỷ đồng và hàng trăm nghìn bao lì xì với tổng trị giá giải thưởng hơn 14 tỷ đồng. Gửi tiết kiệm chương trình Tân Xuân Đắc Lộc tại Mali Tham Banh. Gửi một lần, được quay thưởng 2 lần. Với cơ hội trúng giải đặc biệt, 2 chiếc vàng cùng hàng ngàn giải thưởng có giá trị khác. Mali Tham Banh, chúc mừng năm mới. This is the new iPhone. Shooting video. This is the new iPhone editing video. And this is the new iPhone sharing video. Video on the iPhone 3GS, the most powerful iPhone yet. Phương món lá đô ra hoa được nhiều nhà khoa học nghiên cứu thử nghiệm thành công trên xoài sầu riêng và nhiều cây ăn trái khác. Đô ra hoa không hay ít, nguyên liệu ngoại nhập 100%. Đô ra hoa có nhiều tính năng vượt trội, kích thích đâm thực mạnh, kích thích ra hoa sớm đồng loạt, tăng khả năng đậu trái. Sống thật thú vị và đầy ý nghĩa khi chúng ta luôn hướng về cái đẹp, tâm hồn cũng như sắc vóc ngoại hình. Chăm sóc vẻ đẹp cho chính mình và người thân cũng là một niềm hạnh phúc. Và khi cuộc sống ngày càng hiện đại, thì vẻ đẹp về vóc dáng cân đối là một trong những mối quan tâm thiết yếu của mọi người, không phân biệt nam hay nữ. Thế nhưng một khi không kiểm soát được hay lo sợ về vấn đề tăng cân và béo phì, cuộc sống của bạn sẽ kém đi sự thoải mái, tự tin về nhiều phương diện như trong giao tiếp, lựa chọn trang phục, sinh hoạt vận động hay cả việc lựa chọn một chế độ ăn uống, dinh dưỡng sao cho hợp lý. Trước đây vào mỗi bữa ăn tôi luôn cảm thấy không thoải mái vì sợ bị béo phì, nhưng giờ đây tôi đã có một bí quyết cho riêng mình, đó chính là cạn dầu đi. Cardamom là thực phẩm bổ sung từ trồng đường Mỹ. Đáng tin cậy, với thành phần chính là Cardiobin, thực phẩm bổ sung giúp giảm béo phì và tích tụ mỡ, được nhập từ Mỹ, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Ngọc Châu. Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc và hệ thống siêu thị. Cardiobin, thon thả dáng hồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai đội trưởng đã có phần giới thiệu về những người chơi của mình một cách rất là dí dỏm và hài hước. Tôi đặc biệt ấn tượng với anh Quang Thắng ngày hôm nay. Tôi không hiểu là tại sao anh lại lựa chọn cho mình một bộ trang phục mà có vẻ như... Xin chào, chúng tôi là Toàn Mỹ. Chăm sóc và phục vụ khách hàng là sứ mệnh của chúng tôi. Toàn Mỹ, giá trị bền vững của cuộc sống. Canta! Dale l'oceano! Madre la mio figlio, grande amore. Sao con táo mà sao làm mẹ? Cho con đi điện giật con à. Thật bất tiện, hãy dùng bình nước nóng Primer với công nghệ siêu an toàn ISST, thiết bị chống giật PRCD. Bình nước nóng Primer siêu an toàn, bảo vệ gia đình bạn ba. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đất nước, đời sống người dân được nâng cao, yêu cầu tiêu dùng cũng ngày một đa dạng và phong phú. Đặc biệt trong lĩnh vực bánh kẹo, thực phẩm chế biến với nhiều chủng loại, thương hiệu trong và ngoài nước, điển hình phải kể đến thương hiệu đầy uy tín chất lượng BBK, công ty sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam. Cùng với việc luôn chú trọng đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng ngày càng cao cả về chất lượng lẫn mẫu mã bao bì, chiến dịch sản phẩm phục vụ Tết năm nay cũng được công ty chuẩn bị ngay từ giữa năm, từ việc nghiên cứu những dòng sản phẩm mới vượt trội, ngon hơn, hấp dẫn hơn để thiết kế bao bì đẹp hơn. Qua một số người bạn mình giới thiệu á, thì mình có chuyển qua dùng cái sản phẩm là BDK, thì sau khi dùng á, mình cảm thấy là bánh nó là coi như là thơm ngon, mẫu mã đó là đẹp, sang trọng, rất thích hợp cho mình dùng làm là coi như quà biếu trong những dịp mà lễ, đặc biệt là cái kỳ mà Tết Nguyên Đán sắp tới. Phong trào là người Việt Nam, coi như vùng dùng hàng Việt Nam á thì đang phát triển, nên mình cũng là tiếp tục là dùng bánh BDK để coi như ủng hộ tinh thần Việt Nam. Sản phẩm BDK được sản xuất theo dây chuyền thiết bị hiện đại, quy trình được kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào đến khâu đóng gói sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 HACCP. Vì vậy, luôn đảm bảo chất lượng cao và ổn định, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Sản phẩm BDK còn có sức cạnh tranh cao đối với các sản phẩm trong nước và mặt hàng ngoại nhập là do trong những dịp cuối năm, các nguồn nguyên liệu đầu vào thường có sự bất ổn về giá cả. Dự báo trước được tình hình này, BDK đã chủ động ký kết hợp đồng chiến lược với các nhà cung ứng đường và nguyên vật liệu khác từ rất sớm để đảm bảo có thể chủ động về giá thành. Chính vì vậy, năm nay dù thị trường có nhiều biến động, nhưng BDK vẫn cố gắng giữ ổn định giá hầu hết các mặt hàng bánh kẹo Tết. Đưa cái sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng thì chúng tôi cũng mở rộng cái hệ thống phân phối với trên 45.000 điểm bán trên toàn quốc, từ thành thị đến tay của người tiêu dùng, để cạnh tranh được với hàng ngoại nhập, có thể đảm bảo cho cái hàng Việt Nam được thắng trên cái sân nhà. Thì về phía doanh nghiệp chúng tôi cũng mở rộng cái đầu tư về cái dây chuyền thiết bị để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao nhất và với cái giá thành cạnh tranh tốt nhất. Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng đến việc quảng bá thương hiệu cũng như sản phẩm của BDK để người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận rất là dễ dàng. Trong tương lai thì với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước, người Việt Nam cũng sẽ chuyển sang ủng hộ hàng Việt Nam, đặc biệt là những hàng Việt Nam có thương hiệu và có chất lượng, có cái giá cạnh tranh. Tết năm nay, BDK còn giới thiệu bộ sản phẩm bánh hộp thiết, hộp giấy, mang sắc hương vượng vàng, ấm áp. Và để hoàn thiện hương của tiệc mùa xuân đầy hương sắc, trong sản phẩm kẹo và sô-cô-la Tết đã có những thay đổi và cải tiến mới, là một món quà ngọt ngào, không thể thiếu của giỏ quà trong những ngày đầu năm. Như vậy, chọn mua sản phẩm BDK trong dịp đầu năm, chúng ta sẽ mang đến cho gia đình và người thân những món quà trang trọng, mang đến cho mọi người sự khởi đầu, thơm hương Tết, nồng sắc hương với hẹn một đồng mới, dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và thật nhiều thành công. City surrounded.
Founded by Nature, Melbourne. Beauty Food hân hạnh tài trợ chương trình này. Wow, chắc cô ấy thật mượt mà. Chắc cô ấy hấp dầu thường xuyên. Tốn tiền lắm đó. Có lẽ chồng cô ấy giàu lắm. Thật ra cô ấy chỉ dùng Rejoice, chỉ với 500 đồng mà có được hiệu quả hấp dầu. Các bạn thật mượt mà. Bạn mới hấp dầu phải không? Hấp dầu ư? Mình chỉ gọi Rejoice thôi mà. Rejoice tóc đẹp như được hấp dầu mà không cần tốn nhiều tiền. Mua Mega AV Pro để chúng mỗi tuần một laptop Sony Vaio, điện thoại Nokia E72 cùng hàng trăm giải thưởng giá trị khác. Mega AV Pro bảo vệ máy tính theo cách chuyên nghiệp. Silitol ngăn ngừa sâu răng rất hiệu quả, nên kẹo gum Silitol được sử dụng rộng rãi trên thế giới và được yêu mến tại Việt Nam. Bảo vệ răng ngọc. Kẹo gum không đường Lotte Silitol. Kết nối những trái tim mang đến những câu chuyện chân thật, xúc động về những chàng trai cô gái trên chặng đường đi tìm một nửa của mình. Các cựu thành viên sẽ được hội ngộ trong một chương trình đặc biệt với những bất ngờ cực kỳ thú vị. Những chuyện gì xảy ra khi lần thứ hai họ được sống lại những ngày tuyệt vời trên chiếc xe tình yêu? Hãy đón xem hành trình kết nối những trái tim để chứng kiến những hội ngộ bất ngờ, những vị khách đặc biệt của chương trình. 22 giờ tối mùng 3 Tết Canh Dần trên kênh HTV7. Những ngọn lửa nhiệt huyết, những niềm tin chiến thắng, những giây phút thăng hoa, tất cả cùng hội tụ trong những trận cầu kinh điển trong nước và quốc tế. Ăn mừng, tỏa sáng và chiến thắng. BTS, truyền hình Cáp Hà Nội, thể thao là số 1. Truyền hình Cáp Hà Nội khuyến mại xuân Canh Dần chỉ có 260.000 đồng. Khách hàng sẽ được lắp đặt trọn gói miễn phí, không phải trả tiền thuê bao trong vòng 4 tháng. Thời gian áp dụng từ mùng 10 tháng 1 năm 2010 đến mùng 10 tháng 3 năm 2010. Liên hệ phòng 507-30 Trung Liệt, Hà Nội, điện thoại 04-353-75561 và 04-353-75562. Perfect. These moments are canon. Canon, delighting you always. Đông cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, nhân thêm ngàn phú quý, giữ cho mãi an khang. Hộp quà Tết ngũ quả Vinamix gửi lời chúc cầu thơm vừa đủ xài.
Dynamic, cầu thơm vừa đủ xài, cầu sung túc cả năm. Giúp chống chạy tàu xe hiệu quả là thực phẩm chức năng được sản xuất từ rừng tươi, sản phẩm từ thiên nhiên không tác dụng phụ. Butaka Travel đã thử chống chạy tàu xe. Siêu thị điện máy Toke hân hạnh tài trợ chương trình này. Thành Tiến Computer là đơn vị chuyên kinh doanh máy tính và các thiết bị ngoại vi, qua hơn 10 năm hình thành và phát triển là đối tác chính cung cấp các loại laptop của các hãng HP, Dell, Acer, Asus, Toshiba, Lenovo, MC. Với tiêu chí là uy tín, chất lượng, bảo hành nhanh chóng, đến với Thành Tiến, quý khách sẽ được tư vấn chọn lựa những dòng sản phẩm mới nhất chính hãng, có cấu hình phù hợp với công việc, mẫu mã thời trang, thiết kế ấn tượng nhưng giá bán rất cạnh tranh và luôn có những chuỗi khuyến mại liên tục dành cho khách hàng. Nhằm thực hiện tốt chương trình năm học công nghệ thông tin của ngành giáo dục đào tạo, công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Tiến đã và đang thực hiện chương trình bán laptop chính hãng trả góp cho quý thầy cô giáo và cán bộ công nhân viên trong ngành với giá cả hợp lý và lãi suất hỗ trợ. Đặc biệt với uy tín của mình, hãng máy tính hàng đầu thế giới Dell đã tín nhiệm chọn Thịnh Tiến làm đại lý chính của hãng Dell. Cửa hàng phân phối duy nhất tại miền Trung sẽ chính thức khai trương tại số 10 Hàm Nghi vào ngày 6 tháng 1 năm 2010. Một lần nữa khẳng định thương hiệu Thịnh Tiến Computer trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị tin học văn phòng. Thông báo, nhân dịp khai trương showroom Vĩnh Long, Trường Hải ngày 23 tháng 1 năm 2010, công ty có chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho 20 khách hàng ký hợp đồng mua xe đầu tiên. Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ địa chỉ ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, cách khu du lịch Trường An 50m về hướng thành phố Vĩnh Long. Điện thoại 0703 910 811, 3910 812. Thành lập và đi vào hoạt động năm 2003 đến nay, siêu thị điện máy Minh Nhận số 692+694A, đường Điện Biên Phủ, phường 6, thị xã Trà Vinh là siêu thị chuyên cung cấp các mặt hàng điện tử, điện lạnh, điện gia dụng của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Sony, Panasonic, Sanyo, Toshiba, NVC, Philips, Samsung, LG. Hiện có hơn 2.000 sản phẩm được bày bán tại siêu thị Minh Nhẫn như tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, TV LCD, đầu đĩa anh ly, thùng loa. Điện gia dụng các loại như máy tính xách tay, đĩa bàn, máy in, máy phát, điện thoại di động các loại và rất nhiều model hàng hóa mới lạ để đáp ứng thỏa mãn nhu cầu cho khách hàng. Hoạt động bán hàng của siêu thị Minh Nhẫn với quy mô bán lẻ lớn rộng khắp nơi, hiện tại đang có hơn 50 đại lý bán hàng tại các quận thị trong và ngoài tỉnh. Siêu thị có diện tích mặt bằng trên 2.000m², phòng trưng bày rất rộng rãi, thoáng mát, thuận tiện cho việc tham quan, lựa chọn mua sắm. Hàng hóa phong phú đa dạng, có giá niêm yết rõ ràng, có rất nhiều quà tặng và chương trình khuyến mãi giảm giá hàng tháng. Quý khách sẽ được tiếp đãi ân cần, lịch sự. Hàng hóa khi mua xong có xe giao hàng tận nơi miễn phí, nhằm mang lại sự quan tâm và tiết kiệm cho khách hàng. Để phục vụ những nhu cầu thụ hưởng cao cấp cho khách hàng, cũng như nhu cầu trang bị cho các cơ quan công sở với tính chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên có tay nghề cao, thể hiện ở khả năng linh hoạt phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, siêu thị Minh Nhẫn thực hiện một chuẩn mực các dịch vụ bán hàng như tư vấn rõ ràng, thực tế để khách hàng an tâm mua sắm đúng với khả năng, đầy đủ nhu cầu, cung cấp phụ tùng chính hãng, chế độ bảo hành nhanh chóng, giải quyết hợp tình hợp lý các khiếu nại, những sản phẩm hư hỏng xảy ra do sự cố khách quan cho khách hàng, với phương châm là đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hàng đầu, đồng thời luôn luôn lắng nghe, ghi nhận và thực hiện những ý kiến đóng góp quý báu của khách hàng, với mong muốn khách hàng là bạn đồng hành của chúng tôi, là nền tảng vững chắc, là sự định hướng phát triển trong tương lai của siêu thị điện máy Minh Nhẫn. Bên cạnh đó, về mặt xã hội, siêu thị Minh Nhẫn có nghĩa vụ và trách nhiệm tặng nhà tình thương cho người nghèo, cấp học bổng cho học sinh nghèo, giúp đỡ cho nhiều thành phần khó khăn trong xã hội.
năm 2009, siêu thị Minh Nhẫn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng một bằng khen là doanh nhân tiêu biểu và một bằng khen là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh giỏi. Để thực hiện quy mô kinh doanh sắp tới, siêu thị Minh Nhẫn có văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh để mở rộng kênh nhập khẩu hàng hóa nhằm nâng sức cạnh tranh, giảm giá thành thấp nhất cho khách hàng. Đại diện cho siêu thị Minh Nhẫn xin thành thật cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình quý báu của các cơ quan ban ngành trong tỉnh và các ân nhân khách hàng thân chủ. Từ đây đến những năm tiếp theo, siêu thị Minh Nhẫn nguyện sẽ phục vụ thật tốt hơn để xứng đáng nhận niềm tin của quý khách hàng, với khẩu hiệu của siêu thị Minh Nhẫn là chọn đúng hàng, bán đúng giá, đúng chất lượng. Phương pháp nào sau đây thực và hiệu quả nhất bảo vệ bạn khỏi HIV? Dường như là bố mẹ Chi có vẻ muốn giúp đỡ Chi đúng không ạ? Vâng, xin mời hai bác. Chúng tôi nói chuyện với con cái một cách cởi mở về vấn đề an toàn tình dục và HIV, hoàn toàn không e ngại gì cả. Vâng, sao là tuyệt ạ. Em nghĩ đây là đáp án đúng. Hoàn toàn chính xác đi, chúc mừng ạ. Cởi mở về an toàn tình dục và HIV là bước đầu để bảo vệ bạn và người thân của bạn khỏi HIV. Dandy Pie, Dandy Kid hiện đã có mặt tại Việt Nam. Chương trình chào và trúng thưởng mừng xuân mới tới châu Âu, chuyến du lịch châu Âu, máy MacBook Vio, máy chụp hình Sony, máy sinh tố Philips, bếp từ, hai gõ, hộp bánh Dandy Kid, Dandy Pie áp dụng từ 20/12 đến 20/3/2010. Xem chi tiết trên báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên hoặc website donghoafood.vn. Thật tuyệt vời! Phuket Phuket chào đón. Hãy bay giá rẻ cùng AirAsia để đến với biển xanh cát trắng nắng vàng và hoàng hôn lãng mạn tuyệt đẹp của Phuket. Bãi biển thiên đường thu hút bao du khách. AirAsia bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phuket mỗi ngày. Bạn cũng đừng quên đến thăm thủ đô Bangkok lung linh và vô cùng xinh đẹp. AirAsia bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bangkok 2 chuyến mỗi ngày. Đặt vé tại airasia.com. Mùa xuân, mùa của cỏ cây hoa lá, mùa của lộc non trời cành, những cành mai cành đào khoe sắc thắm đón xuân, vạn vật cỏ cây bừng lên sức sống mới. Trong những ngày Tết 2010 này, có những bông hoa thực rực rỡ đang đưa sắc, những bông hoa được trồng bởi muôn ngàn chậu hoa của lòng biết ơn, ghép thành bức tranh xuân rạng rỡ. Mỗi bông hoa là một lời cảm ơn. Omo đã giúp cho các em được nói lời yêu thương đầy ý nghĩa và đáng yêu nhất trong những ngày Tết 2010. 39 trường tiểu học là 39 vườn ươm những hạt mầm biết ơn. Hàng ngàn chậu hoa, Omo giúp các em bí mật tự tay gieo mầm và chăm sóc, là hàng ngàn món quà bất ngờ các em dành tặng người thân. Muôn vàn tấm thiệp là muôn vàn lời yêu thương đầy xúc động để tiếp tặng những người mình yêu mến. Bao yêu thương muốn trao để dồn sức chăm sóc cho cây được đâm chồi nảy lộc, để đến một ngày khi hoa bừng nở, bé được nói lời cảm ơn với mẹ yêu. Để bé chính là mùa xuân của mẹ. Cảm ơn mẹ, ngày ngày đi làm vất vả đi con. Mẹ ơi, con có món quà cho mẹ nè. Mẹ ăn hoa gánh tự trồng đó nha. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã nấu cơm thật ngon cho con. Mẹ ơi, mẹ này con tặng mẹ này. Là một người mẹ, bạn sẽ càng hiểu được biết bao tâm trạng của họ khi nhận được món quà cảm ơn nhỏ bé ấy. Không ngờ cô Tý có thể trồng cho mẹ được chậu hoa đẹp thế này. Nhờ chậu hoa nhỏ của con mà mẹ quý hết cảm ơn mẹ. Mẹ thích chậu hoa con trồng lắm. Tôi vui lắm vì mẹ đã đi lớn và hoa đã từng ngày. Tết cổ truyền, Tết của
những giá trị truyền thống ngàn đời. Omo giúp bé nói lời yêu thương đền đáp, cầu chúc chân thành đến mẹ cha, ông bà và những người đã dành cho bé bao hy sinh và bao bọc. Omo sẽ học cảm ơn, cầm gương lộc tết. Quần thâm và mỏng mắt làm gương mặt mình tối và mệt mỏi. Bút lăng sáng da vùng mắt Garnier mới. Caffeine trong đầu lăng đột phá. Làm mờ quần thâm, giảm bỏng mắt cho ánh nhìn rạng rỡ. Bút lăng Garnier mới. Bệnh dạ dày là một loại bệnh rất phổ biến trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Do nhịp sống hối hả nên mọi người dân trong chúng ta thường ăn uống một cách thiếu bất cẩn, ăn chỉ cho qua loa. Lâu dài sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày, gây nên tình trạng tiêu hóa bị suy yếu. Gần đây, chúng tôi nghe nói đến phòng khám y học cổ truyền Trường Thành rất nhiều, vì nơi đây chuyên điều trị các bệnh cấp mãn tính về đường ruột và dạ dày. Nơi Trần nơi đây chuyên điều trị bệnh đường ruột dạ dày đã có trên 20 năm thực tiễn lâm sàng, phối hợp lý luận y học trung y hiện đại, bệnh lý, nguyên nhân bệnh lý, phối hợp với thuốc, kết hợp lục phủ ngũ tạng, tiến hành biện chứng bàn luận, cũng như mời chuyên gia nổi tiếng về bệnh đường ruột dạ dày và sử dụng các loại dược liệu phù hợp quý hiếm đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân hồi phục nhanh chóng trong một thời gian ngắn nhất. Xin chào Lương Như Trần, rất vui vì có buổi trò chuyện ngày hôm nay với ông. Vâng thưa ông, nghe mọi người nói rằng ông đã vận dụng chuyên môn trung y của mình để chữa trị những bệnh dạ dày và đường ruột, thì với ông thì có thể nói rõ hơn các chứng bệnh đường ruột thường gặp hay không ạ? Bệnh đường ruột dạ dày chủ yếu thường gặp gồm 3 loại, một là viêm thực quản, hai là viêm dạ dày mãn tính, ba là viêm loét hang vị. Xin hỏi Lương Y, vậy 3 loại trên biểu hiện của nó như thế nào? Ví dụ như là bệnh viêm đường thực quản đó, thì những triệu chứng của nó ra sao ạ? Khác nhau chứ, viêm thực quản có rất nhiều triệu chứng và nặng nhẹ khác nhau. Một là tức ngực, chua đó là bệnh nhẹ. Hai là nuốt thức ăn khó khăn và có cảm giác đau nóng bụng. Ba trường hợp nặng hơn sẽ dẫn đến xuất huyết, thổ huyết. Lương Y Trần, theo kinh nghiệm hơn 20 năm của ông, thì việc điều trị bệnh đường ruột dạ dày thường gặp nhất là loại nào và biểu hiện của nó ra sao ạ? Gần đây việc ăn uống đã phức tạp rất nhiều. Chúng tôi điều trị nhiều nhất là viêm dạ dày, viêm loét hang vị. Vì có số lượng tái phát hơn 80%, bệnh này thường có những triệu chứng là rối loạn tiêu hóa, đau bụng âm ỉ, đầy hơi, ợ chua, tức ngực, buồn nôn, biếng ăn, đại tiểu tiện ngày nhiều lần, xuất huyết dạ dày, viêm loét, đau quặn bụng dữ dội. Có những bệnh nhân do ăn phải thức ăn có tính kích thích lên bệnh càng nghiêm trọng hơn. Vậy về việc mà vận dụng trung y để điều trị bệnh đường ruột dạ dày thì theo ông là những phương án và phải dùng hiệu quả là sao? Dựa vào thực tiễn lâm sàng nhiều năm của tôi đã tổng kết được có 3 phương án trị liệu. 1. Nâng cao chức năng miễn dịch của đường ruột dạ dày. 2. Loại bỏ những vi khuẩn gây nhiễm trong đường ruột dạ dày. 3. Gan tụ khí, kiện tỳ và vị. Tiêu viêm giảm đau giúp tiêu hóa tốt. Thông thường điều trị từ 1 đến 3 liệu trình là hiệu quả cải thiện rõ rệt. Cảm ơn Lương Y Trần đã dành thời gian quý báu cho buổi trò chuyện ngày hôm nay. Chúng tôi xin chúc cho các bệnh nhân mau chóng khỏi bệnh và gia đình được hạnh phúc. Phòng khám y học cổ truyền Trường Thành là địa chỉ đáng tin cậy của mọi người. Castrol Power One mới cho máy mạch xe bốc. Mua Castrol Power One bạn sẽ có cơ hội sở hữu tượng vàng Ronaldo và chuyến đi đặc biệt lên giải của Ronaldo tại Tây Ban Nha và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Cơ hội từ nay đến 22 tháng 2, mua ngay Castrol Power One. Chào
Xuân Mai và các bạn. Hôm nay các bạn tìm gặp chị có chuyện gì vậy? Bác sĩ ơi, dạo này trên da mặt của tụi em có xuất hiện những nếp mụn li ti rất là đáng ghét ạ. Vậy các bạn có biết nguyên nhân gây ra mụn là gì không? Có phải là do da bị nhờn không ạ? Đúng rồi. Một trong những nguyên nhân chính gây ra mụn là do sự tăng tiết bã nhờn ở da, làm cho da lúc nào cũng có cảm giác bóng nhờn cực kỳ là khó chịu. Ngoài ra, cái sự tăng tiết bã nhờn này tạo ra những cái nút chặt ở cái lỗ chân lông làm cho vi khuẩn ở trên mặt da có điều kiện phát triển. Vi khuẩn này có tên là Rhodium acne và nó tạo ra những cái nhân mụn, và tiếp theo đó là những cái kết quả là nó sẽ hình thành những cái tổn thương ở trên da như là mụn mủ, mụn đầu trắng, mụn đầu đen, sẩn cục. Vậy tụi em phải làm sao để ngăn ngừa chất nhờn dư? Xuân Mai nghĩ là chúng ta phải thường xuyên rửa mặt đó. Xuân Mai nói đúng rồi, rửa mặt thường xuyên giúp lấy đi các chất bụi bẩn và làm sạch bớt đi các chất bã nhờn ở trên da, và từ đó những cái vi khuẩn gây mụn không có cơ hội để xuất hiện trở lại. Các bạn có thể sử dụng kem rửa mặt Acne Niwas của công ty Roto. Trong thành phần có chứa isopropyl methylphenol giúp cho lấy đi và tiệt khuẩn gây mụn ở tận gốc lỗ chân lông và giúp cho việc điều trị và ngăn ngừa mụn tốt hơn. Phải còn nó mụn đáng ghét của em thì sao ạ? Đối với những cái nốt mụn này thì các bạn phải sử dụng thuốc trị mụn thôi. Các bạn sẽ thoa thuốc trị mụn, và trên thị trường có rất nhiều loại thuốc trị mụn. Các bạn có thể là lựa chọn các loại thuốc trị mụn nào mà có hiệu quả mà vừa an toàn không gây tổn thương cho làn da, thì các bạn có thể lựa chọn gel trị mụn Acne Sulin Gel. Trong thành phần có chứa cynthia, làm có công dụng làm tróc chất từng ở trên đầu mụn, giúp cho cái cồi mụn thoát ra ngoài dễ dàng hơn và góp phần làm giảm sự tiết bã nhờn ở ngoài da. Trong thành phần còn có sự kết hợp với rhodopsin triệt tiêu mủ và triệt tiêu cái vi khuẩn gây mụn tận gốc. Em cũng có xài sản phẩm Acne đó bác sĩ. Em rất là thích. Em xài sản phẩm Acne Creamy Wash với lại gel trị mụn, thì khi xài thì làn da của em giảm hẳn đi những nếp mụn li ti, nó tươi tắn và mịn màng hơn hẳn ạ. Các sản phẩm chăm sóc da trị mụn Acne gồm có dung dịch tạo bọt ngăn ngừa mụn Acne Foamy Wash, kem rửa mặt Acne Creamy Wash, Acne Washing Bar ngừa da trị mụn cho mặt và toàn thân, sữa thấm nhờ ngừa mụn Acne Powder Lotion, gel trị mụn Acne Sealing Gel. Sản phẩm Acne Creamy Wash là kem rửa mặt ngăn ngừa mụn, giữ da săn chắc mịn màng, được bổ sung vitamin C và vitamin E, có tác dụng nhẹ nhàng trên da. Gel trị mụn Acne Sealing Gel, dạng gel trong suốt tiện dụng. Sản phẩm có chứa sulfur và rhodopsin làm mềm da sừng, tiêu lớp dãy trên đầu mụn và tiêu mủ gây ra bởi khuẩn Rhodopsinibacterium acne. Nếu một ngày bỗng nhiên có những vị khách không mời mà tới xuất hiện trên gương mặt của mình, thì bạn cũng đừng lo sợ nhé. Người bạn thân Acne sẽ giúp bạn lấy lại làn da tươi sáng, mịn màng để mình tươi chưa đón xuân về. Chà luôn, chính tốt thiệt à. Tốt thì có tốt đó, nhưng mà Tết vẫn lo bệnh cây lá xuất hiện. Tình viêm trước Tết, khỏi lo trái lá, ăn Tết đã luôn. Thì cũng đó. Thiệt chứ sao không? Năm nào mà tôi không xịt Bim, hàng hiệu của Mỹ mà. Bim, hiệu quả rất cao với bệnh trái lá, đạo ôn, khổ bông trên bông lúa, hiệu lực kéo dài tới 3 tuần lễ. Vậy phải mua Bim ngay, không thể chậm trễ. Có Bim là anh yên tâm ăn Tết. Bim, nhận kịp bệnh trái lá. Nhân dịp giới thiệu gói cước mới Mobifone GMS, Mobifone trân trọng kính mời quý khách đến tham dự chương trình thoải mái trò chuyện với Mobifone tại trung tâm thương mại Đông Bình, Bình Minh, Vĩnh Long vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng Giêng năm 2010, với sự tham gia của các ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh như Nguyễn Phi Hùng, Diêu Anh, Vào Cửa Tự Do. Đến tham dự chương trình, quý khách sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao như TV Samsung Slim Fit 21 inch, nồi cơm điện. Mobifone hân hoan chào đón quý khách. Long days, short nights, and it's all shown here. New L'Oreal Paris Men Expert Hydra Energetic Icy Eye Roll-On. Icy Rollerball with caffeine and vitamin C to roll away dark eye circles and eye bags. With eyes so fresh, I have nothing to hide. New Hydra Energetic Icy Eye Roll-On from L'Oreal Paris Men Expert. Áo dài Thanh Châu, 26A Mai Hắc Đế, Hà Nội. Chào miền Kia. Tàu biển, mì tứ tuyệt bổ sung tàu biển không lo nóng mà còn tuyệt ngon. Mì tứ tuyệt ngon nhờ bổ tuyệt. Sony. Gần đây,
phụ nữ Việt Nam truyền tay nhau bí quyết giúp tóc giảm gãy rụng. Tôi cũng vậy. Không ngạc nhiên khi hàng triệu phụ nữ chọn Pantene ngăn rụng tóc. Tóc mình làm hẳn gãy rụng chỉ trong một tuần. Giờ thì bạn đã biết đầu tư vào đâu rồi đấy. Pantene ngăn rụng tóc. Tận hưởng cảm giác thực mát lạnh từ lưng gấp ra lê tiết mới. Cơ đăng trắng sáng và hơi thở cực mát lạnh. Cường thấp và lời biết mới. Gần nhau trao yêu thương. Những hẹn hò thú vị đang chờ bạn ở thành phố thơm mát. Hãy truy cập website cườngthấp.com.vn. Bệnh gì đấy anh? Đau ôm lá. Còn đây? Bệnh đau ôm cổ bông. Vậy dùng thuốc gì hả anh? Còn thuốc nào ngoài Fuji One nữa? Muốn có Fuji One chính hiệu từ Nhật, hãy tìm mua sản phẩm Fuji One do Vivesco sản xuất và phân phối. Fuji One phòng trừ hữu hiệu bệnh đạo ôn, giúp lúa trúng mùa được giá. Fuji One, thuốc trừ đạo ôn số 1 của Nhật Bản. Fuji One phá tan đạo ôn. Freedom. Give me fire, give me reason, take me higher, be the champion, take the building. Bạn mất kim ngưỡng phúc vàng thứ to tại thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập trang web để biết rõ hơn. Nga Phụ Khang là một công thức phối hợp các loại dược liệu quý hiếm, trong đó nổi bật là kết thúc quý trinh nữ hoàng cung. Nga Phụ Khang đặc biệt hiệu quả trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh phụ nữ như u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm được tiếp thị và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Á Âu. Phòng thu âm Z Studio nâng niu kỷ niệm, chấp cánh đam mê.